mừng quý vị đến với kênh tin tức mới. Chúc quý vị có những giây phút tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Và đừng quên bấm nút đăng ký kênh tại đây để nhận những tin tức mới nhất nhé. Quý vị thân mến, trong chuyên mục chuyện ý nghĩa ngày hôm nay, chúng ta sẽ được đến với một câu chuyện hấp dẫn được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhiều trong thời gian qua. Mời quý vị cùng đón xem. Một hôm ở nhà chăm con thì phát hiện bí mật động trời của vợ tháng nào cũng gom hết 100 triệu. Hóa ra lý do tháng nào vợ tôi cũng tiêu hết 100 triệu là đây sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ vợ tiêu mất nhiều tiền là vì con hay đầu tư vào việc gì đó. Ai dè lại là lý do không thể chấp nhận này. Từ hồi vợ bầu bí đến giờ tôi khuyên vợ ở nhà chăm con, đến lúc con 4 tuổi hãy đi làm. Tôi không muốn vợ vất vả như các bà vợ khác khi vừa lo con mọn vừa phải đi làm kiếm tiền. Nhà tôi cũng thuộc dạng có điều kiện, nên một mình tôi kiếm tiền cũng đủ để cho vợ con ăn tiêu thoải mái, nên vợ không phải làm gì cả, chỉ cần chăm con tốt là được. Đẻ xong được khoảng chừng một thời gian, vợ tôi đài đẹp đến lạ. Có lẽ do vợ tôi biết ăn diện, biết quan tâm đến hình thức của mình, chứ không như các bà vợ khác suốt ngày bận bịu với công việc và bỉm sữa. Vợ đẹp con bụ bẩm khiến cho tôi hãnh diện với mọi người lắm. Nhìn mẹ con cô ấy vui khỏe, tôi an tâm đi công tác lắm. Thế rồi một ngày bà ngoại ốm nặng, nhà mẹ vợ neo người nên vợ tôi phải vào viện cha mẹ. Con mới được có hơn gần một tuổi, tôi không biết gửi ở đâu, đành xin nghỉ làm một hôm ở nhà chăm con giúp vợ. Công nhận là chăm trẻ con chẳng đơn giản, nhàn hạ tẹo nào. Hết ăn rồi đi vệ sinh, quấy khóc đủ các kiểu khiến tôi phát rồ phát dại. Sao mà chăm con khổ thế, vậy mà vợ tôi vẫn hoàn thành việc này một cách nhẹ nhàng. Tầm chiều chiều con ngủ, tôi đi dọn chiến trường nó bày ra mà uể oải quá. Đang lây hoay xếp tả của con vào giỏ, thì tôi thấy chiếc điện thoại đen trắng cũ phức ở trong đó. Cầm nó lên xem, tôi thấy có tận những 6 tin nhắn và 20 cuộc gọi nhỡ. Không hiểu sao vợ vẫn dùng cái điện thoại này, tôi tò mò mở ra xem thế nào, thì chết trân thấy tin nhắn hiện lên. Em ơi, 2 giờ chiều nay, anh đến nhà em mình làm tí nhé, anh nhớ cục cưng lắm rồi. À, em nhớ sắp sẵn cho anh 150 triệu nhé, anh đang cần tiền mua nhà gấp. Sốc về những gì mình vừa được đọc, tôi không dám tin đây là sự thật. Trời ơi, vợ tôi ngoại tình, và đây là lý do vì sao tháng nào cô ấy cũng tiêu hết cả 100 triệu đồng mà chỉ ở nhà chăm con. Bán tính bán nghi về chuyện này, tôi liền nhắn lại cho gã kia, đồng ý để gã đến xem thế nào. Đúng 3 giờ chiều, chuông cổng kêu lên và người đàn ông kia xuất hiện. Cứ ngỡ kẻ đó là ai cơ, nhưng không, anh ta chính là tình cũ của vợ tôi. Hoang mang về chuyện này, tôi vẫn để hắn đi vào trong nhà rồi mới lộ diện. Thấy tôi, hắn tái mặt lại và đánh trống lảng đòi chuông. Tấn, tên tôi à? Anh đến trả lại vợ em, 200 ngàn hôm trước anh mượn, vợ em không có nhà, thì em cầm hộ anh nhé, anh về đây. Anh đi đâu mà vội thế, chẳng phải anh đến đây để ABC với vợ tôi sao? À, vợ tôi đã để 150 triệu ở nhà rồi, anh cần không tôi đưa cho anh. Có vẻ anh nghèo nhỉ, tháng nào cũng đến bọn rút tiền của tôi cơ à. Chú nói gì vậy anh không hiểu? Đọc đi, tôi có đủ bằng chứng chứng minh hai người ngoại tình, và lâu nay vợ tôi vẫn ngu dại đưa tiền cho anh đấy. Tôi đưa cho hắn ta chiếc điện thoại cục gạch lưu đầy tin nhắn hẹn hò, lấy tiền của hai người và kèm một bức ảnh nóng của vợ tôi và hắn ta mà tôi đã lần được trong tủ của vợ. Thế nào, anh tin rồi chứ? Giờ anh muốn tôi làm ầm chuyện này lên hay muốn giải quyết êm đẹp? Êm đẹp là sao, chú nói cụ thể đi. Trả lại tôi 500 triệu và chấm dứt quan hệ với vợ tôi, bằng không chuyện anh ngoại tình sẽ bị phanh phui. Chiếc ghế chủ tịch xã của anh cũng bị lung lay đấy. Anh sẽ trả hết chú, nhưng chú cho anh vài ngày chạy tiền được không? Giờ cấp quá, anh chưa có đủ tiền. 3 ngày công hơn công kém, không thì anh biết kết quả rồi đấy. Trung sợ trước lời đe dọa của tôi, anh ta run cầm cập bỏ về, điên tiết về chuyện này, nhưng tôi cố nín nhịn. Đợi tối vợ về nhà mới nói, tôi không muốn mẹ cô ấy đang bệnh nặng mà sốc vì việc làm của con gái. Tối vợ về nhà, tôi ném tất cả bằng chứng ngoại tình của cô ấy ra trước mắt cự khẩy. Giờ thì anh mới hiểu vì sao dạo gần đây tháng nào em cũng tiêu hết cả 100 triệu rồi đấy. Ghê thật, mang tiền của chồng cho trai cơ đấy. Cô biết những người phụ nữ khi bị chồng phát hiện ngoại tình thì sẽ nhận cái kết thế nào không? Anh ơi, em sai rồi, em xin anh tha cho em một lần được không? Em hứa không có lần sau đâu. Tha? Cô sẽ sửa sai chứ, hay người quen đường cũ. Em sẽ sửa sai thật mà, xin anh hãy thương em, nghĩ cho con mà đừng ly hôn em anh nhé. Rồi mai này anh muốn gì em cũng làm theo. Không nói gì, tôi bỏ lên phòng đóng cửa suy nghĩ lại. Hận, giận vợ là thế nhưng tôi vẫn yêu vợ lắm. Suy nghĩ trằn trọc cả đêm trời, tôi quyết định cho vợ cơ hội sửa sai. Nhưng là lần duy nhất, tôi chấp nhận chuyện này là vì con. Nếu không thì hôm nay vợ đã phải đối mặt với tờ đơn đi hôn rồi. Thương vợ, cưng đựng vợ hết đất để rồi cô ấy đâm những nhát dao chí mạng tôi thế này đây. Thank you.
Khinh con dâu mẹ chồng thách thức, thích thì cứ ra ở riêng để xem hai đứa chịu được mấy hôm. Ai dè năm hôm sau nghe tin vợ chồng con trai mua được nhà 2 tỷ. Giây phút chứng kiến mẹ đổ nồi cá lên đầu vợ, Hùng liền đưa mẹ con cô ra ở riêng và hành động của họ sau đó đã khiến mẹ chồng sáng mắt ra. Từ ngày về làm dâu nhà Hùng, My dường như chưa được một ngày yên ổn vì bà mẹ chồng của cô quá khó tính. Sở dĩ bà không thích My là vì mẹ My mất sớm, bố lại đi lấy bà gì, điều kiện kinh tế cũng không khá giả gì nên bà khinh thường cô ra mặt. Hơn nữa nhà bà chỉ có Hùng là con trai nên bà quyết định thay con dạy bảo vợ. Nhiều lúc thấy ngột ngạt quá, My đành ôm chồng than thở thì anh bảo: "Em cố gắng, mẹ nói vậy thôi chứ trong lòng không có ý gì đâu." Vì yêu chồng, vì muốn gia đình được yên ấm nên cô cố nhịn, nhưng càng nhịn bà càng lấn tới. Đi đâu bà cũng kể xấu về con dâu, dù My chẳng làm gì quá đáng cả. Có những hôm Hùng không về, thấy My đang đi giặt đồ, phơi đồ, thì bà mẹ chồng lại bảo: "Mình ăn cơm đi, nó nấu ăn cũng ăn vụng no rồi." Ông bố chồng bảo đợi con dâu, nhưng bà không chịu. Lúc quay xuống thì cả nhà đã ăn xong. Cô em chồng cũng đã về phòng nằm nghe nhạc, nhìn mâm cơm thừa canh cặn mà My ứa nước mắt. Cô lại ngậm ngùi đi dọn dẹp và lên phòng ngủ với cái bụng đói meo. My đi đâu cũng phải xin phép, kể cả là đi xuống nhà mua gói băng vệ sinh. Ngày My có bầu, cô cứ nghĩ rằng có cháu rồi thì mẹ chồng cô đỡ khắc nghiệt hơn, nhưng vô ích. Bà vẫn bắt cô làm như trâu, như ngựa. Nhà có máy giặt, bà cũng chẳng cho dùng. Có bếp điện, nhưng bà vẫn bắt nấu nước trên bếp củi. Hùng đi làm xa, nên không biết những khổ cực vợ phải chịu. Anh cứ nghĩ cô nói quá để làm nũng chồng. Ngày cô vợ ối, cô gọi điện cho mẹ chồng, nhờ bà đưa đi viện thì bà tỉnh bơ bảo: "Vợ thì tự đi mà đẻ thôi, có thế mà cũng gọi." My cắn răng lết xác ra khỏi nhà bắt taxi vào viện. Cô vật lộn một mình trong đó mãi tới chiều, chồng mới về đến nơi. Lúc này My òa khóc vì quá tủi thân. Hùng xót vợ quay sang trách mẹ mình thì bà bảo: "Tao bận nên nó tự đi cũng được chứ sao. Dù gì giờ tao cũng vào đây rồi đấy thôi, mà mẹ con nó cũng có bị làm sao đâu." My bặm chặt môi, không thốt nổi câu nào. Một tháng ở cữ, cô chỉ được ôm con nằm đúng 5 ngày, còn lại vẫn dậy lo cơm nước. Trong 5 ngày đó, mẹ chồng toàn hấp đậu phụ để tủ lạnh cho cô ăn, khiến mẹ con cô bị tiêu chảy. Thay vậy, bà lại bảo: "Mỗi chăm con mà cũng không biết." My chịu hết nổi nên cầu xin chồng: "Anh ơi, mình ra ở riêng đi, em không thể nào sống chung với mẹ anh được nữa, em kiệt sức rồi." Hùng ôm vợ an ủi: "Chờ con lớn chút nữa rồi mình tính, giờ anh cũng chưa gom được nhiều tiền, nên mình chưa thể ở riêng được đâu em. Anh cứ xin phép mẹ ở riêng đi, mọi thứ cứ để em xoay sở." Rồi khi cô con gái tròn 6 tháng tuổi, một hôm Hùng đi làm về thì tận mắt thấy mẹ đổ cả nồi cá lên đầu vợ. "Mày nấu ăn thế à? Mẹ mày không dạy hả? Bao nhiêu tiền của mà mày để cháy vậy à? Mẹ ơi, con xin lỗi, tại con bé quấy khóc quá, hơn nữa con nhờ mẹ xem giúp rồi mà mẹ." "À, ý mày là lỗi tại tao hả? Mẹ đã làm gì vậy? Sao mẹ lại đối xử với vợ con như thế? Cô ấy bận chăm con, mẹ giúp cô ấy tí không được sao? Mày dám bênh vợ rồi quát mẹ vậy à? Đồ con bất hiếu, số tôi có khổ không cơ chứ? Con nhìn hết nổi rồi, con sẽ đưa vợ con ra ở riêng." "Ờ, thích thì mày ra mà ở riêng, để xem chúng mày trụ được mấy hôm. Đến lúc ăn mày ngoài đường thì đừng về đây mà van xin tao đấy nhé." "Đi thôi em, lên tắm rửa đi, đưa con anh bế cho." My đi theo chồng. Dù thấy đau đớn vì cách đối xử của mẹ chồng, nhưng cô hạnh phúc khi chồng nói đưa mình ra ở riêng như vậy. Họ dọn dẹp đi ngay trong đêm, mặc kệ bà mẹ chồng chửi bới. Hùng thuê nhà nghỉ cho vợ con ở. Anh nhìn vợ thở dài: "Để mai anh xin nghỉ việc rồi mình đi thuê nhà nhé. Em có đói không?" My nhìn chồng: "Em xin lỗi vì em mà anh với mẹ bất hòa." "Không sao, là mẹ quá đáng đã khiến em thiệt thôi. Anh xin lỗi, anh làm chồng mà không bảo vệ được em." "Em không sao mà, còn chuyện nhà cửa hay mình mua nhà đi anh." "Mua nhà ư? Tiền đâu mà mua, anh chỉ có 40 thôi. Mà bây giờ nhà thì cũng trên dưới 1 tỷ em à, đó là loại rẻ đấy. Em có tiền mà." "Em lấy tiền đâu ra?" "Em có mảnh đất ở quê, mẹ em để lại cho em. Cái này chỉ em với bố biết, giờ họ giải phóng mặt bằng nên em được đền bù gần 2 tỷ. Nếu mình cần
thì em bảo bố gửi lên cho, bố mới nhận hôm qua anh à. Hả? Em đang nói thật à? Vâng, vậy thì tốt quá rồi, để anh tìm hiểu, rồi mình mua nhà nhé. Anh xin lỗi vì làm chồng mà vô dụng, để em phải lấy hết của hồi môn mẹ cho ra để mua nhà. Chỉ cần anh thương mẹ con em là đủ rồi. Ngày hôm sau, Hùng nhờ cậu bạn thân tìm nhà giúp, mọi thủ tục diễn ra khá nhanh, mới gần một tuần họ đã mua được nhà. Ba mẹ chồng thì vênh váo, để xem chúng mày trụ được bao lâu, hai đứa ăn bám con, một đứa thì còng lưng làm việc, thì tiền đâu mà ở riêng cơ chứ. Một hôm đang ngồi uống nước, thì bà ta chết sững khi nghe cậu bạn của Hùng đến chơi bảo: Cháu vừa làm xong thủ tục nhà cửa cho Hùng rồi bác ạ. À, nhà cửa, ý cháu là sao? Vợ chồng nó mới mua một căn hộ, bác không biết hả? Cái mi thế mà giỏi, có hẳn 2 tỷ để mua nhà luôn. Từ nay bác không phải lo cho vợ chồng nó nữa rồi, nên cứ vui vẻ an hưởng tuổi già thôi ạ. À, 2 tỷ ư? Cái mi ư? Nó thì lấy đâu ra tiền? Bố của ấy cho bác ạ. À, thế bác không biết sao ạ? À, bác không. Lúc này bà ta mới há hốc mồm, nghĩ mình đã xem thường con dâu thì quá muộn. Còn My từ ngày về nhà mới, cô như chim sổ lồng, được thở thoải mái, được làm gì mình thích. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác mình đang sống thực sự. Thế mới nói, lấy chồng không chỉ quan trọng ở tấm chồng, mà còn cả ở mẹ chồng nữa. Cuộc sống có dễ chịu hay không là phụ thuộc vào cả hai con người đó. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Nếu thấy hay thì hãy like, share cho video và để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh để nhận những tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.